Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Unjack Share. Sau khi đọc lại những comment của các bạn trong các video về Ark trên kênh của mình, thì đã có rất nhiều các bạn muốn có video phần 3 về các loài hệ cỏ trong thế giới Ark Survival. Để chiều lòng những người đã đóng góp cho tài chính của gia đình của bản thân, thì video này đã xuất hiện với 10 loài ăn cỏ nữa. Trước đó thì để có thể xem lại phần 1, 2 hoặc các video khác trong series, các bạn có thể tìm ở phần hiển thị ở góc phải màn hình hoặc link mình để ở phần mô tả hoặc vào ngay trang chủ kênh là thấy. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính ngay thôi nào. Kentrosaurus. Kentrosaurus có vẻ ngoài khá giống với Stegosaurus mình có nói ở phần 1, nên sẽ có một số bạn bị nhầm lẫn chúng với nhau. Với danh pháp trong trò chơi là Kentrosaurus Athiopicus thì nó nhỏ hơn đáng kể so với Stegosaurus. Tuy vậy, nhưng khả năng phòng thủ trước những đối thủ săn mồi lại tốt hơn. Kentrosaurus đứng đầu các loài khủng long ăn cỏ trên đảo nói chung. Nhờ những chiếc gai phòng thủ cực kỳ sắc nhọn, bất kỳ sinh vật nào tấn công Kentrosaurus đều có khả năng bị thương ngược lại, và nó có khả năng xuyên thủng cả lớp da và áo giáp dày nhất khi bị tấn công. Theo hồ sơ trò chơi ghi chép thì Kentrosaurus hạ gục những kẻ săn mồi lớn hơn nhiều chỉ trong một cái xiên như vậy. Kentrosaurus cũng khá lợi hại khi di chuyển theo bầy, và khi đi cùng nhau, Kentrosaurus sẽ trở nên hùng dữ hơn nhiều, tăng phạm vi mà nó sẽ bảo vệ lãnh thổ của mình. Do gai nhọn và tính khí nóng nảy của Kentrosaurus nên những người chơi mới rất khó có thể thuần phục được nó. Tuy nhiên, một đàn Kentrosaurus đã thuần hóa có thể bảo vệ khu vực một cách hiệu quả và tấn công những loài ăn thịt lớn hơn. Một khi bị đâm bởi đòn tấn công của nó, Kentrosaurus liên tục đập kẻ tấn công xuống đất, giúp đảo ngược tình thế và giành chiến thắng. Pachyrhinosaurus. Pachyrhinosaurus là loài ăn cỏ cỡ trung bình được tìm thấy ở hầu hết mọi nơi trừ những ngọn núi trên đảo. Nó thường phớt lờ mọi sinh vật khác ở gần trừ khi bị bọn chúng tấn công. Pachyrhinosaurus sở hữu một kỹ năng sinh tồn đặc biệt độc đáo. Khi bị đe dọa, chùm mũi khổng lồ của chúng sẽ giải phóng một loại hóa chất vào không khí giúp làm dịu các sinh vật khác ở gần, khiến chúng ít có khả năng tấn công chúng hơn. Những sinh vật bị ảnh hưởng đôi khi đói đến mức không để ý đến tác động này, và con người dường như miễn nhiễm với nó. Ngược lại, chúng dường như có thể đảo ngược hiện tượng này theo ý muốn và ép buộc các sinh vật khác tấn công chúng. Pachyrhinosaurus là một vật cưỡi khởi đầu tuyệt vời cho bất kỳ ai mới thuần hóa. Nó khá dễ huấn luyện, có thể mang đủ vật để trở thành một con vật thô đơn giản và không nguy hiểm như một số loài ăn cỏ lớn hơn. Ngoài ra, Pachyrhinosaurus có thể giải phóng chất hóa học độc đáo theo lệnh để bảo vệ bản thân và người cưỡi khỏi những kẻ săn mồi gần đó hoặc thu hút sự chú ý nếu muốn, khiến nó trở thành một cứu tinh tiềm năng trong trường hợp cấp bách. Carbonomys. Carbonomys thường được gọi đơn giản là rùa. Chúng là một chi rùa tiền sử lớn sống trong thế Paleocene ở các đầm lầy sương mù của Colombia. Chỉ vài triệu năm sau kỷ phần trắng, chúng cũng cùng tồn tại với Tinoboa và được miêu tả là động vật ăn cỏ trong game, nhưng ngoài thực tế thì chúng ăn cá. Carbonomys trong game được miêu tả là một sinh vật sống đơn độc và tương đối hiền lành, chỉ phản kháng khi bị tấn công hoặc bạn lấy một trong những quả trứng của chúng. Chúng cũng sẽ bảo vệ đồng loại của mình. Với tốc độ đi chậm, những thứ duy nhất giúp nó an toàn là tốc độ bơi cực nhanh và lớp vỏ cực dày có thể hấp thụ sát thương cực lớn. Sức mạnh khá cao, khả năng phòng thủ vỏ vượt trội và không có mối đe dọa thực sự của Carbonomys khiến nó trở thành chiếc khiên lý tưởng cho nhiều người. Nó có thể đưa người cưỡi đến các nguồn tài nguyên của đại dương với tốc độ khá cao và không đặc biệt nguy hiểm để thuần hóa. Khi bị tấn công, Carbonomys có thể tung ra một đòn tấn công khá mạnh nhưng không quá chí mạng. Lichosaurus. Lichosaurus là loài ăn cỏ nhỏ phổ biến ở nhiều nơi trên đảo, chỉ dài khoảng 0,6m. Nó không nằm ở vị trí cao trong chuỗi thức ăn và ăn các loại thực vật nhỏ. Các loài côn trùng có độc của đảo dường như không có tác dụng gì nhiều đối với Lichosaurus. Mặc dù là một trong những loài ăn cỏ nhỏ nhất trên đảo, Lichosaurus là loài sống sót vô cùng kiên cường. Nó phục hồi trạng thái ngủ đông và sức khỏe nhanh hơn nhiều so với hầu hết các loài vật khác, khiến việc khiến Lichosaurus bất tỉnh trở nên khá khó khăn. Không có gì ngạc nhiên khi Lichosaurus là một thú cưng cực kỳ trung thành sau khi được thuần hóa.
Nó học rất nhanh, vì vậy nó tích lũy kinh nghiệm nhanh hơn nhiều so với hầu hết các sinh vật khác. Ngoài ra, sự hiện diện của nó dường như được truyền cảm hứng cho các đồng minh, khiến họ học nhanh hơn. Do đó, Lichosaurus là một sự bổ sung tuyệt vời cho nhóm săn bắn của bất kỳ bộ lạc nào. Hulirhinosaurus hay tê giác lông cừu, loài ăn cỏ thân thiện trong Ark Survival, phổ biến ở vùng lãnh nguyên và đồng cỏ của đảo. Đây là loài vật lớn và nguy hiểm. Khi bị tấn công, Hulirhinosaurus bắt đầu lao về phía kẻ thù. Nó tích tụ động lượng khi lao tới, và tùy thuộc vào tốc độ tác động cuối cùng của nó, kết quả có thể rất đáng sợ. Với đủ không gian để lao tới, nó thậm chí có thể xuyên thủng những sinh vật lớn nhất chỉ bằng một nhát. Mặc dù Hulirhinosaurus rất mạnh, nhiều bộ lạc vẫn săn bắt nó rộng rãi do nguồn tài nguyên độc đáo của nó. Sừng của nó có thể nghiền thành bột cực kỳ kích thích, và bộ lông dày của nó có thể hỗ trợ nhiều bộ trang phục cách nhiệt, khiến Hulirhinosaurus trở nên rất được ưa chuộng. Ngay cả những bộ lạc kém phát triển hơn cũng sử dụng bầy đàn để săn lùng chúng, mặc dù nguy hiểm đáng kể. Khi không bị săn đuổi về sừng, Hulirhinosaurus là một con thú gánh nặng ấn tượng. Khả năng chiến đấu với những đối thủ lớn hơn nhiều của nó cung cấp đủ chỗ để sạc, cũng như khả năng chịu tải đáng kể, khiến nó trở thành một sự bổ sung vững chắc cho bất kỳ nhóm thương nhân hoặc đoàn thám hiểm tụ tập nào. Megatherium hay Gensloth là một trong những loài động vật có vú lớn nhất trên đảo. Do kích thước lớn nên Megatherium có khả năng chống lại việc bị tấn công một cách tương đối đơn giản. Mặc dù được là loài ăn tạp nhưng nó chủ yếu là ăn thực vật. Một con Megatherium điển hình rất muốn tiêu thụ nhiều loại côn trùng trên đảo. Nó đặc biệt giỏi trong việc loại bỏ phần bên trong của chúng mà không làm hỏng nhiều lớp vỏ, tối đa hóa việc chiết xuất chitin. Megatherium vốn chậm chạp và hiền lành trở nên nhanh nhẹn và hung dữ hơn khi có sự hiện diện của những sinh vật này. Megatherium là một sinh vật cực kỳ hữu ích khi được thuần hóa, miễn là bạn không có ý định chiến đấu với các bộ tộc khác. Sự to lớn, khả năng chống chịu trạng thái ngủ đông cao và thái độ háu ăn đối với côn trùng khiến nó trở nên lý tưởng để thu thập một lượng lớn chitin từ các loài côn trùng trên đảo, hoặc chỉ đơn giản là phòng thủ chống lại chúng. Janbi có danh pháp trong Ark là Apis Littlehermadrons, nên mình sẽ gọi nó là Apis Drone. Apis Drone không bao giờ đi xa khỏi tổ của nó, nơi nó xây dựng cao trên những cây gỗ đỏ của đảo hoặc trên các vách đá. Có thể thấy Apis Drone bay quanh tổ theo từng nhóm, nhưng để quan sát Apis nữ hoàng, người ta cần phải đập vỡ chính tổ. Theo kinh nghiệm, đây không phải là một nhiệm vụ dễ chịu vì Apis Drone không thể thuần hóa khả năng bảo vệ lãnh thổ. Có lẽ tôi nên thấy điều đó xảy ra khi nhìn lại. Hãy cẩn thận, vết đốt của Apis Drone sẽ làm suy yếu đáng kể bất kỳ sinh vật nào bị chúng đốt. Và vì ngòi của Apis Drone không có ngạnh nên Apis Drone có thể đốt nhiều lần mà ngòi không bị rách. Một con Apis nữ hoàng đã thuần hóa sẽ đẻ trứng ong đực mới và xây tổ để những người sống sót có thể nuôi ong lấy mật, miễn là họ nhớ mặc đồ nuôi ong chuyên dụng. Mật ong đó không chỉ ngọt và ngon mà còn có mùi hương khiến các loài động vật có vú trên cạn không thể cưỡng lại. Nhiều thợ săn sử dụng nó để làm mồi bẫy, Apis Drone cũng sẽ theo nữ hoàng của chúng vào trận chiến. Vì vậy, chúng có thể được sử dụng để tự vệ khi cần thiết. Equus Manus được hồ sơ Ark ghi chép là tổ tiên của loài người hiện đại. Dựa trên các sọc của nó là biến thể châu Phi của loài ngựa Equus Gigantus, xuất hiện ở Bắc Mỹ ở thời kỳ Kỷ Bằng Hà. Hành vi của nó trong tự nhiên tương tự như các thành viên hoang dã khác của chị Equus. Nó là một loài gặm cỏ, trong khi vẫn giữ an toàn khỏi những kẻ săn mồi bằng cách sống theo bầy đàn và chạy trốn khỏi những kẻ tấn công bằng tốc độ và sức bền vượt trội. Ngựa và người từ lâu đã là bạn đồng hành trong quá trình sinh tồn, và điều này vẫn đúng trong Ark Survival. Những người chơi khi đi đai sẽ tìm một con ngựa để có thể nhanh chóng qua đất liền. Việc thuần hóa một con Equus được chứng minh là thú vị, đòi hỏi phải tiếp cận cẩn thận sinh vật này trong tự nhiên, cưỡi lên nó. Theo như ghi chép thì Equus đã khiến một số người chơi sống sót, có một người chơi còn thêm các túi yên ngựa làm trạm chế tạo di động để đựng các vật tư hóa học, thực phẩm và các vật phẩm khác. Đây là những tiện ích đã giúp người chơi sống du mục, đơn độc. Một số người sử dụng Equus để chăn dắt và vật lộn với các sinh vật khác bằng một chiếc thòng lọng chuyên dụng. Công cụ này đôi khi cũng hiệu quả để tự vệ, vì Equus bị hạn chế trong trận chiến một mình.
ít nhất là so với các loài ăn thịt hung dữ thời tiền sử. Carolis. Carolis là loài động vật có vú ăn cỏ lớn, có xu hướng sống gần nước. Không giống như các loài hải ly lớn khác, loài này vẫn giữ được hàm răng của loài hải ly hiện đại. Như thường lệ, đối với hải ly, chúng xây đập làm nơi cư trú. Nhưng những sinh vật lớn hơn trên đảo có xu hướng dẫm đạp lên Carolis. Do đó, việc tìm thấy những con đập của chúng trong tự nhiên là khá hiếm. Theo ghi chép trong hồ sơ ARC thì bản thân Carolis cũng không nhận ra hòn đảo này nguy hiểm như thế nào. Không rõ là nó thật sự kém thông minh để nhận ra những nguy hiểm hay chỉ đơn giản là nó không kè. Nhưng Carolis vui vẻ chơi đùa trong nước và gặm gỗ. Carolis khi được thuần hóa thể hiện rõ khả năng đặc điểm sinh lý của nó. Sinh vật này tự nhiên thu thập gỗ cực kỳ hiệu quả hơn hẳn hầu hết các loài trên đảo. Nó không phải là sinh vật khỏe nhất, vì vậy nó chỉ có thể mang theo một lượng hạn chế, nhưng nó là một thợ đốn gỗ bẩm sinh. Vừa rồi là các sinh vật tiếp theo mình muốn gửi đến các bạn trong phần 3 về các loài hệ cỏ trong ARK Survival. Các bạn thấy sao về số này? Có ý kiến ít cò gì? Hãy cứ bình luận để cho chúng mình biết nhé. Để xem lại các số trước trong series, các bạn có thể bấm vào phần đề xuất ở góc phải màn hình cũng như link mình để ở phần mô tả và bình luận. Nếu thấy video này hữu ích thì hãy để lại một like, subscribe và ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau. Don't leave me high and dry.